Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay ngày 6 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở, ban, ngành, quận, huyện để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Đến nay, Đà Nẵng đã có 19 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, 84 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, Chiều qua ngày 5 tháng 6, có một ca F1 đã cách ly. Cùng với 22 F2, tất cả đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và đang tiếp tục theo dõi. Đối với người đến từ vùng dịch, đến nay đã cách ly 28 trường hợp, còn tại nhà là 371 trường hợp. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 453.000 người. Gần như các địa phương đã hoàn thành xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình. Đối với các khu công nghiệp, đã tăng cường công tác kiểm tra các biện pháp phòng chống dịch tại các doanh nghiệp tỷ lệ lao động cam kết an toàn phòng chống dịch tăng lên. Các địa phương tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm phòng chống dịch, đến nay đã xử phạt hơn 580 vụ với số tiền 1,6 tỷ đồng. Các chốt kiểm soát người ra vào thành phố được quản lý chặt chẽ, tổ Covid cộng đồng của các địa phương phát huy hiệu quả cao. Nhìn chung công tác phòng chống dịch tại thành phố Đà Nẵng được đảm bảo. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam cho biết, thành phố đã có 19 ngày không có ca mắc trong cộng đồng. Điều này cho thấy hết sự nỗ lực của toàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và người dân thành phố. Tuy nhiên, cũng nhấn mạnh là tình hình dịch bệnh ở các địa phương khác cũng rất phức tạp, yêu cầu tất cả không được chủ quan, lơ là bất kể giây phút nào. Yêu cầu các ngành, đoàn thể, các địa phương phải tiếp tục chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống Covid-19, thực hiện hiệu quả đồng bộ các biện pháp phòng chống Covid-19 như chúng ta đã làm được như đến nay. Nếu chúng ta mà lơ là không thực hiện tốt thì rõ ràng là cái công sức của chúng ta triển khai trong thời gian qua là gần như đổ sông đổ biển. Do vậy chúng ta không được chủ quan lơ là. Khi thấy 19 ngày vừa rồi mà thành phố chúng ta không có cả lây nhiễm cho cộng đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị công an, bộ đội biên phòng siết chặt các chốt kiểm soát phòng dịch, đặc biệt là đường mòn lối mở ra vào thành phố, đảm bảo tất cả công dân khi đến thành phố đều được khai báo y tế và giao cho quận huyện tiếp tục kiện toàn tổ Covid-19 cộng đồng.